đi ăn sinh nhật cùng bạn trai, cô gái 22 tuổi ra đi mãi mãi. Ngày 4 tháng 7, cộng đồng mạng chia sẻ về sự ra đi bất thường của một cô gái sinh năm 2002 tại Hà Nội. Bên cạnh thông tin về vụ việc là hình ảnh cáo phó và giấy nhập viện cấp cứu vào ngày 3 tháng 7. Theo nguồn tin của chúng tôi, nạn nhân có hộ khẩu tại quận Hoàng Kiếm. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra ở địa bàn quận khác, sau đó được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Nạn nhân đã không qua khỏi tại bệnh viện. Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo quận Hoàng Kiếm cho biết nạn nhân là người có hộ khẩu ở quận Hoàng Kiếm. Tuy nhiên, do vụ việc không xảy ra trên địa bàn quận, nên vị này chưa nắm được nguyên nhân vụ việc. Cũng liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đang điều tra truy bắt đối tượng xuống tay với cô gái 22 tuổi xảy ra ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Qua xác minh, nạn nhân là TQH, sinh năm 2002, ở phường Hàng Mã, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Vào sáng ngày 3 tháng 7, H đi sinh nhật bạn cùng bạn trai, nhưng do xích mích, các đối tượng đã rình lúc H cùng bạn trai đi ra thì xuống tay. Hậu quả khiến nạn nhân H bị thương ra đi mãi mãi. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên kênh YouTube Tình Bà Phúc.